À, em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em là trưa ngày 8 tháng 7 năm 2022. Thì ngày hôm qua, phiên hôm qua em có một cái phiên lan rừng bán các loại lan, nhưng mà thì có một cái phần gọi là cái quà tặng đấy, quà tặng cho khách nào mua cái phần hàng. Thì có số thứ tự, một số thứ tự thì em sẽ gửi kèm cái phần là lan này đi cho khách đó mọi người. Rồi thì hôm qua cái này là cái loại em nói là cái lan trứng bướm nhưng mà thì tham khảo một số anh chị nói thì nó là cái lan linh tử lan nhưng mà thì cái thằng này nó cũng cực kỳ cũng hiếm, và thứ hai là hoa nó rất là đẹp. Nhưng mà đấy, thì cái này gọi là linh tử lan nhưng mà không phải là lan trứng bướm, nên em nhầm lẫn một chút. Rồi thì dù sao thì quà tặng này thì cũng gửi đi kèm cho các khách mua trong cái lô hàng hôm nay. Thì khách đã mua hàng rồi thì có các số thứ tự cái tên rồi đây. Đấy. Thì về cái thứ nhất là về địa chỉ thôi, cùng tên và số điện thoại thì em không có thông tin. Nhưng mà thì khách nào có số thứ tự này thì mọi người em gửi kèm cái phần này thông qua cái bóc cái này này. Rồi tương ứng với 22 cái số như thế này. Đó. 19 này, 18 này, 17 này, 6 này, 15 này, 14 này, 13 này, 12 này, 11 này, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Rồi, thì cái này là tương ứng với 22 phần thì còn có 22 số nha mọi người. Đây thì em sẽ gấp lại tất cả các hình này lại. Đấy. Thì ít bữa nay em cũng hay làm những cái này là coi như là cái lần đầu tiên nhưng mà đấy. Ít bữa thì em có hay dành những phần quà này làm cho vui nhưng mà đấy. Làm cho nó đấy, em gấp nó lại nhưng mà gấp lại tí nữa lấy thì trong này có một số cái hình em vẫn chưa bán được đấy, nhưng mà thì em vẫn số, nếu mà trúng số đó thì em lấy những số thứ tự gần hơn, thì khách nào mua gần hơn thì em sẽ gửi, tất nhiên là quà tặng là sẽ đi nha mọi người. Đấy. Đấy, trong cái số mà em chưa bán được thì nó vẫn vẫn đi cho cái số thứ tự mà gần nhất đó. Đấy. Đây cũng được, dưới cũng được nha mọi người. Đấy, thì em ưu tiên cho dưới trước nha. Ví dụ bóng 15 mà 15 chưa ấy thì có khách mua 14 thì em gửi 14 cho khách đó nha. Khách 14 được trúng. Đấy. Tiền nhỏ nhỏ trước, đầu tiên nhỏ nhỏ trống nhưng mà đấy, số nhỏ hơn cái số đó. À, không phải lúc nào là cũng bán hết hàng rồi nha mọi người. Đấy. Còn một số cái hình cũng chưa bán được. Đấy. Rồi em biết em làm là nãy luôn nha, không phải là thời gian gì đâu, em làm cho mọi người thấy luôn chứ không là kêu là lựa số nữa, tức là ấy nha mọi người. Đấy. Làm gì nó phải khách quan. Nó dễ. Rồi, bữa nay thì em cũng làm vài cái video như thế này. Đấy. Chơi cho vui nhưng mà. Đấy. Rồi 22 22 số đó đó. Đó, thì em gấp hết lại rồi, không biết vô số nào nha mọi người. Đó, giờ thì không chẳng ai biết được là số nào vô số nào đâu. Đây, bóc quắc kỳ nha. Đó, toàn là số ấy trên này. Đó, rồi tương ứng với bên này thì em có số ấy rồi. Đấy, rồi bên này nha. Đó, thì được khách nào thì em tự ấy nha. Đấy. Rồi, phần lan linh tử lan này sẽ cho có số có số tự bóc đại nha mọi người. Đấy, bóc đại. Rồi, lấy số này. Số 10. Số 10 là kiếm bà nà. Đấy, tương ứng với hình số 10. Đây, hình 10 đây, 25.000 này, cho khách nào có số 10 là em gửi cái phần này đi nha mọi người. Đấy. Rồi, có chủ nhân số 10 rồi. Rồi, đây số 10 đây, cho cái anh số địa chỉ là số nhà 326 đường số 8, phường 11 quận Phố Hồ Chí Minh. Mua hai hình số 10 và số 11 kiếm bà nà này. Này bao ship nha mọi người. Đấy, cái này bao ship hết. Thì tính là 3 230 nha mọi người. Thì mọi người chỉ trả một
Ví dụ mua phần 100 thì cộng thêm 30 cước nữa, em bao ship còn bao nhiêu em chịu nha mọi người. Rồi thì khách hàng là số này nha mọi người, số nhà này. Đó. Còn bên này thì có tên và có số điện thoại, nhưng mà em quay lên đây thì có khách này là trúng rồi này. Đó. Rồi phần lăng Linh Tử Lan thì em sẽ gửi cho các anh này, anh số 10 và 11. Đấy. Rồi thôi em thông tin như thế nha mọi người. Đấy. Đây là số 10. Đấy. Đã có khách mua rồi. Em làm video nhỏ nhỏ để thông báo như thế thôi. Rồi em cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ. Đấy. Anh số 10 là tên gì? Số 10. Số 10 là anh Châu. Đấy. Anh Châu. Rồi ok. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người nha. Đấy, chào tất cả mọi người nha. Rồi.